Em chào anh em nha. Hôm nay lên lại con 72, con này máy chuẩn quá anh em ơi. Con này nãy giờ Phép cũng kiểm tra với test, tính đi thử vòng mà nó có cái là thắng nè. Thắng này nói chung cũng dễ rồi anh em ha. Anh em về làm nó còn có mấy chục ngàn. Anh thấy nó hơi sâu không? Em chạy thử mà đạp thấy nó hơi sâu quá rồi. Cũng làm biến chạy mà máy thì êm. Xe này anh em về làm này lại vậy. Thay bố nè. Còn không thì dời cái bát ra. Chỗ thắng nó khoảng tầm đây là vượt à, cứng xuống nó ăn xa quá đó, với cộng với da nó hết tăng mà vô số nơi vườn nó chỉ có 2 điểm hết thôi đó. Cái đó vừa quên em có chốt khi mấy đứa nó làm cũng được đó, tại vì lại không gài đậu nó rồi đem ra kiểm tra thấy nó có yếu quá hay chỗ đó, đó với cái thứ ba là cái gà nó hơi nặng, tại xe này nó còn xài cái lưỡi gà zin hồi xưa luôn đó, cầm nó zin nè, cầm zin nè ha, rồi nó xài cái lưỡi gà đó nè, nó hơi cứng nè. Cái này thì cũng không sao, cái đó để chung thay đồ cổ của mình chịu khó thì cũng ok đó. Cánh kim nè, zin nè, má này thì má lô rồi, má inox đó, tay nhanh nó xuyên rồi zin nè, dài inox ha. Nói chung 72 thì là nói gì đó, con này đúng 72 nha, 72 là ghi đông cao bô treo đúng dáng đó đó, RS 50 VE là đời 72 đây, 50 VE nắp đuôi cá đâu còn hết trơn đó. Xe này chung đầu zin cũng khá là nhiều đó, đặc biệt là máy nó im chuẩn lắm. Hôm trước giá anh em thấy số 2 nè, số 2 nè, hôm nay bán cho anh em bớt cho anh em 1,5 triệu luôn, 1,95 luôn đó, chứ không lẽ đậu hoài cũng vậy à. Xe này nó chuẩn lắm nha, máy anh em nghe nè, máy kia Trắng ơi ra đập máy cho mình nghe, tay nó khó làm anh em, để cho Trắng nó đập đó, tay đầu si zin chân nè đó. Đó, gầm ti xinh xịt luôn, máy rất là chuẩn 67 mà nổ cái này là anh em biết rồi đó. Con này nếu mà làm lại cái thắng này nè, nằm xuống này xa nè, chỉ cộng bia da cho nó cắt rồi ngon là chạy rất là ngon ha. Cái bia da thắng nó không có lại gì đâu anh em, nó bình thường thôi, nó giống như nhông sinh dễ đó, khi mình sử dụng lâu thì nó dặn như nó giãn thôi, mấy cái quỷ đó làm đâu có tốn kém gì đâu ha. Đó anh em về anh em khắc phục lên, còn cái xe này chắc gì nữa lắm, lấy tiền trả lên, tiền trong tủ có đó ha, máy chuẩn ghê chưa đó, 95 anh em ha. Anh em có rút bộ thì rút thêm phí vô, nhưng mà anh em lưu ý nha, mấy cái xe cổ này cứ để đi thôi, rút sợ gì nữa, kiếm thiếu xưởng không có đó. Bây giờ xăng kênh xăng tuổi đầu lưng chân ba cái xe cổ này vào phiếu xử mà nó đòi cũng mới kiếm đầu ra đó, đó chứ không phải mà như hồi trước thông tư mới giờ làm khó đủ thứ hết trơn á nè. Ta xăng kênh bây giờ phải thay thác ở trên dịch vụ công rồi phải thêm phiếu xuất xưởng tùm lum tùm lá chứ, văn phiếu xưởng văn có giữ đâu mà mày không đòi đó, bởi vì rút thì rút anh em bình thường đó nha, còn vấn đề nhập mà phiếu xuất xưởng này kia đâu cũng biết sao đâu, phải cái đầu cổ mà anh em biết rồi, năm 19 hồi đó tới giờ chứ nó không phiếu xuất xưởng đâu. Cái xe này thì giấy tờ đó, người ta mới sang kênh đây nè đó anh em, năm số mới sang kênh đây thôi chứ không có bao bao có lâu đâu đó, cái vấn đề giấy tờ nó vậy. Còn anh em muốn rút thì rút mà ha, anh em có rút thì rút mà, rút bình thường chính chủ luôn đó, mua ngay chủ luôn. Nói chung thì cái xe này dùng bán giá này thì chắc lời luôn cỡ 5 xị thôi, bán xả ra đó, xe nhiều quá trời luôn nè đó anh em. Vậy ha, anh em nào thấy may hôm gài thì mua nha anh em, chứ bây giờ 67 không có rẻ đâu, anh em mua đúng cái hình này đi, bao anh em luôn, toàn Việt Nam luôn, không có xe giá này đâu nha. 19 năm anh em nhớ nhắc mấy đứa nhỏ hàng để mấy nó không nhớ, báo giá cũ 22 triệu không đó. Rồi cảm ơn em.